cho các bạn. Mình đang đứng ở khu trưng bày giải pháp nhà thông minh lưu trong của công ty Viễn Sơn. Mời các bạn vào bên trong để tham quan. Giải pháp này có thể điều khiển được tất cả thiết bị điện trong nhà, cũng như là có thể kết hợp điều khiển các thiết bị lại với nhau, cái đó gọi là ngữ cảnh. Mình lấy một ví dụ, đó là mình nhấn nút off khi mình ra khỏi nhà, thì hệ thống điện của mình sẽ được từ từ tắt đi và rèm đóng lại, đồng thời đó là hệ thống báo động sẽ được kích hoạt. Khi về nhà trong đêm tối, nhưng mà các bạn vẫn có thể định vị được cái vị trí của các cái công tắc, bởi vì nó được khắc chữ và có đèn LED hiển thị rất là tinh tế. Giờ sau đây mình sẽ nhấn nút vào nhà. Hệ thống điện của mình sẽ từ tự động bật lên và rèm cửa mở ra. Bàn phím cho phép nhấn đúp để tác động như là một ngữ cảnh, hoặc là nhấn giữ. Mình đang cài đặt nhấn đúp sẽ có một cái ngữ cảnh tác động, đó là rèm đóng 75%, đèn đêm 50%. Công tắc của lưu trong thì có rất nhiều chủng loại và màu sắc, kích thước cũng như là vật liệu khác nhau để phù hợp với nội thất trong bên nhà của bạn. Như đây là công tắc Citus, có màu vàng đồng, có màu vàng mạ vàng, có đồng thau, và những công tắc lớn cho phòng họp. Thì ngoài ra nó còn có công tắc Palladium, có những cái lưu trong được tích hợp bên trong một cái cảm biến ánh sáng để thay đổi độ sáng của cái đèn nền, làm cảm giác là dễ chịu cho khách hàng khi mà sử dụng. Ngoài ra thì lưu trong còn có một công tắc không dây Pico để lắp cứng trên tường, hoặc là có những cái đế lắp để bàn, để trên đầu giường rất là tiện để sử dụng điều khiển. Ngoài ra thì nó còn có cái công tắc gắn trên chiếc xe ô tô của mình, khi vừa về nhà chúng ta có thể mở cửa bật đèn. Mình giới thiệu lấy các bạn một cái thế mạnh khác của lưu trong, đó là giải pháp điều khiển ánh sáng tự nhiên, điều khiển rèm cửa. Lưu trong là công ty duy nhất vừa điều khiển ánh sáng nhân tạo vừa điều khiển ánh sáng tự nhiên. Rèm cửa là đây là một cái bộ rèm được lưu trong sản xuất. Rèm này có thể được điều khiển bởi công tắc Pico không dây. Các bạn có thể thấy là động cơ chạy rất là êm và hầu như là không nghe tiếng động. Đây là một cái rèm xài bằng pin, thời gian có thể lên đến là 3 đến 5 năm. Ngoài ra thì phòng giải pháp của công ty Viễn Sơn đã tích hợp được các hạng mục khác trong nhà thông minh, như là hệ thống âm thanh đa vùng đa nguồn, hệ thống chuyển mạch hình ảnh, hệ thống an ninh báo trộm trung hình, và đặc biệt là điều khiển qua giọng nói được tích hợp vào trong một cái ứng dụng trên điện thoại hoặc là máy tính bảng, với cái giao diện có thể chỉnh sửa thay đổi tùy theo cái mong muốn của khách hàng. Mình xin lấy một ví dụ điều khiển ngữ cảnh có cái phần chiếu sáng, rèm cửa và điều khiển âm thanh. Khi mình nhấn ngữ cảnh Deluxe thì đèn sẽ sáng dịu lên, rèm sẽ mở cửa và một bài nhạc yêu thích sẽ được bật ra. Hệ thống âm thanh đa vùng đa nguồn, mình có thể chọn được những cái vùng mà mình cần phát nhạc, chẳng hạn như là phòng living room hay là master room. Còn sụt nhạc thì mình có thể được lấy từ những cái bài nhạc được lưu sẵn trong ổ cứng, hoặc là một bài nhạc bất kỳ nào đó trên iPhone, iPad, và stream trực tiếp đến cái phòng mà mình muốn nghe, hoặc là mình có thể mở một bài nhạc đó cho tất cả các phòng trong gia đình của mình cùng nghe. Hệ thống chuyển mạch hình ảnh cũng được tích hợp trên cái ứng dụng này, và trên đây là màn hình đang chạy cái sụt của một cái laptop. Giờ mình sẽ chuyển cái sụt này
qua cái iPad. Như các bạn thấy là mình có thể chia sẻ những cái đoạn video clip hay là hình ảnh trên cái màn hình này thông qua iPad. Cũng trên ứng dụng này mình có thể xem được camera, kích hoạt hệ thống an ninh, đơn giản là tưới cây. Chúng ta có thể điều khiển được TV thay cho các cái remote của TV. Như là mình điều khiển đây, mình phải chọn sụt, thay đổi sụt của TV, tăng volume.